rầy đá nhau luôn rồi. Tắc, con tắc nằm dưới cánh, ngay cánh con tắc nằm ngay đây các bạn. Đó. Nó cũng có một mẫu nữa các bạn, nó cũng có một mẫu về con chim đại bàng nữa, nhưng mà cái mẫu đó là mẫu mẫu giả các bạn. Mẫu đó là mẫu nó không có bay được, là cái mẫu là những người ta tận dụng về những con chim đại bàng mà hư những con tồn kho các bạn. Cái người ta sẽ lấy cái cánh này nè, rồi người ta sẽ chế bằng cách ta đưa một ống hút á, một ống hút đưa ngang đây nè. Đó, nó cũng xài pin nó không có bay được, đưa ngang đây. Nó đưa ngang đây rồi nó cũng giống hệt đại bàng mình, nhưng mà cái mẫu đó là mẫu chế các bạn. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn biết cái kích thước cụ thể của cái sản phẩm này nha. Nhiều khi mình giới thiệu đây thì các bạn cũng không biết rằng là cái kích thước của này bao nhiêu. Thì mình sẽ cho các bạn biết kích thước cụ thể luôn để làm chi? Để nhiều khi các bạn sẽ hình dung được cái sản phẩm này. Đó. Rồi. Thì kích thước cụ thể của sản phẩm này nè. Đầu tiên thì mình sẽ đo hai cánh qua nha các bạn. Đó, cái bề ngang của cái cánh này nè. À, cái bề ngang của. Rồi bây giờ mình sẽ buộc cái thằng này vô trong cái đầu dây này nè các bạn cho nó dài ra. Rồi các bạn đợi một xíu nha, mình sẽ cho các bạn. Rồi, bây giờ để nó minh bạch hơn mình sẽ cho các bạn nhìn nè. Nếu như con chim muốn bay được điều đó thì các bạn phải làm như thế này nè. Cái cánh này các bạn mua về con bẻ cho mình một góc 45 độ nè các bạn. À, bẻ một xíu cho mình thôi, phần nữa nha các bạn. Đó, các bạn bẻ cho mình một tí thôi. Rồi mình sẽ để tự động thử con chim nó có bay không nha. Rồi cho các bạn xem nè. Đó. Mình đã thả ra con chim ở đây nè các bạn nhìn coi. Thấy chưa? Nó tự động nó bay rồi đó các bạn. Đó, nó bay được hình tròn, nó bay hoài đó các bạn. Nó bay đến một lúc rồi cộng dây thun nó xoắn cộng dây thun lại hết các bạn. Thì các bạn phải tháo xuống, mình phải làm cho nó đứng lại rồi mình xỏ cộng dây thun ra. Cho nó trở lại ban đầu thì mình để nó bay tiếp. Bạn nhìn thấy không? Bay đá nhau luôn các bạn. Ghê thật. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ cho các bạn xem một xíu. Để nó bay tới chiều luôn đó các bạn. Bay đá nhau luôn rồi.